Nhưng mà cái này rất hay gặp không ạ? Nếu mình chỉ cắt đơn thuần thôi, dùng ruốc hoặc cưa tay, cưa máy các kiểu, bánh xe các kiểu là nó hay bị này. Tuy nhiên mình nói rồi, nếu dùng mũi khoan, mình lướt bên ngoài bên trong một chút xíu, đúng không? Đặt mũi khoan bên ngoài lướt một chút xíu, bên trong một chút xíu là ok. Thứ hai nữa là mình dùng cái lá dúa kẽ. Lá dúa kẽ mình có thể ép cong theo cái cung răng này được không? Cái cây cắt kẽ này thì mình khó đúng không? Thường thường để thẳng này thôi, nhưng lá dúa kẽ thì mình uốn theo cong theo cái này được không? Sau kéo qua kéo lại này là tròn này đâu, nó tròn hơn nè, nó giống hình thể răng hơn. Hoặc nó trong trường hợp okay, vừa vừa cắt vừa ngắm cái này ngắm cái kia đúng không? Hoặc răng mình nó bị lệch này này, hay bị cắt bát này không ạ? Giống như lúc nãy mấy cái răng đang bị lệch ấy, mình hay bị cắt bát này đúng không? Thì hình thể răng nó không tốt nha. Đó, phải để ý cái này. Đó, hoặc là tiếp xúc bên, chắc chắn là tiếp xúc bên nó sẽ kém hơn. Có mấy anh bảo là tiếp xúc bên vẫn tạo được lại tiếp xúc bên, tạo được không? Tạo được không ạ? Các bác tạo được không? Đấy, mấy bác bảo là tạo được, nhưng mình thì mình chưa chưa ca nào mình tạo lại được tiếp xúc bên như ban đầu. Thậm chí các bác làm phục hình nhá, để tạo được tiếp xúc bên nó hơi khó nha. Ví dụ với cái răng hàm đúng không ạ? Tiếp xúc là tiếp xúc điểm trên vi diện ạ. Ví dụ này đúng không? Nó chỉ tiếp xúc tại một điểm này thôi, đúng không ạ? Nhưng khi mình làm mình cắt kẽ thì sao? Thường thường toàn là cắt thẳng này đúng không? Đúng chưa? Hay mình có cắt lại cho nó tròn được cái này không? Như em thì em chịu, như em hiện tại em chưa làm được vậy. Theo hướng ngoài trong nhá, theo hướng ngoài trong này. Thế như mình nhìn từ từ phía mặt ngoài này, ví dụ như răng như thế này hả? Ok, thì mình cắt xong mình vuốt tròn này lại được đúng không? Mình dùng lá giữa kẽ mình giữa này tròn được. Nhưng mà theo hướng này này thì mình không cắt được. Thế ở trên này mình cắt như này, dưới này mình cắt này không cắt được. Rất rất khó luôn. Do đó thường thường tiếp xúc này nó rất là khó. Nó hay bị rách thức ăn hơn. Tiếp xúc điểm bên này tiếp xúc diện dễ bị rách thức ăn hơn nhiều. Nó cẩn thận này, dễ đầu răng. Đặc biệt những bệnh nhân mà đến với mình mà như thế này sao? Cắt keo. Bệnh nhân đến thế này tức là bệnh nhân nguy cơ sâu răng rất là cao. Ui, mấy cái răng cửa mà nó không vệ sinh được thì sao? Thì răng hàm nó không khó lắm, răng cửa mà nó còn nhìn thấy mà còn như thế này thì răng hàm này nguy cơ là thôi không biết là răng hàm còn cái nào không à. Còn những bệnh nhân này thì có cắt kẽ không, chỉ định coi cho dù là tiếp khoảng em tiếp khoảng có 2 ly thôi, anh cắt kẽ cho em cắt không à, thôi để ý nha, những bệnh nhân này thì không cắt kẽ luôn, tôi nhìn thấy như này thôi đừng cắt kẽ nữa. À, nguy cơ sâu răng rất là cao, mà tăng nguy cơ sâu răng nữa chắc chắn sau đó nó sâu rồi. Chỉnh nhà chưa xong mà nó lại đi làm bữa đằng xứ rồi, thôi còn chỉnh nhà nữa đúng không? Được chưa? Nguy cơ bị sâu răng một kẽ nha. Cái sâu thì hàn thôi đúng không? À, dự phòng này thì thường cắt kẽ xong này bôi vét ni furo lên, bôi để làm gì ạ? À, mình hay nói đơn giản thôi, nó giống như một lớp sơn đấy, sơn lên đúng không? Để đỡ bị dính thức ăn lên này. Thứ hai là cái này nó ngấm thêm canxi, phốt phát, fluor để làm tăng cái quang hóa cho men răng của mình. Đó. Nhưng bôi vừa phải thôi, mấy anh chị bôi xong nó dính hết lên đây, thì hai răng dính với nhau, thì không kéo vào được chưa? Thường thường mình bôi cái này xong này mình thổi thổi nhẹ nhàng để cho vẫn tạo ra cái khe đây này. Để cắt kẽ xong mà bôi hết hai cái này dính với nhau thì không kéo vào được, đúng không? Là có thể vét nền fluor nhé. Còn một số trường hợp là cái đốm nhiều là dùng DMG. Icon là thường thường đốm trắng thôi. Đó. Một cách nữa là mình có thể tạo khoảng cách di xa đúng không? Làm rộng cung răng theo chiều trước sau. Được chưa? Thế khi nào thì di xa? Khi nào thì di xa? Khi nào ạ? Có thể là ok. Thế chỉ định di xa là gì ạ? Đấy, di xa của mình có thể tạo khoảng nha, thực ra đúng của nó nha, đúng chính xác của nó. Trong hợp răng hàm bị chạy lại phía trước thì mình đẩy lại phía sau đúng không, để cho nó về đúng vị trí nha, không phải khi nào muốn di xa là di xa đâu, được chưa? Đó, ok, thì khi trường hợp thuận lợi này thì một là mình thấy răng hàm của mình do bệnh nhân mất răng năm sớm này, hoặc là bị khoảng ly quay đấy đó, nó bị mất răng sớm, thường mất răng sớm, hoặc là răng mình bị nghiêng về phía gần mình đẩy nó lại phía xa, được chưa? Còn nếu răng nó đúng vị trí nó đẹp rồi thì ok, có thể cân nhắc là việc là di xa hay không. Thứ hai nữa là khi một số trường hợp ví dụ bệnh nhân của mình cân nhắc nhổ răng không nhổ răng ấy, nếu kiểu mặt bệnh nhân ngắn này mình lựa chọn di xa, di xa thì răng hàm mình nó đẩy về sau nó trội thì làm giống như há lại, là kiểu mặt bệnh nhân sẽ dài hơn, nó giảm căn sâu. Còn nếu trong trường hợp bệnh nhân mà kiểu mặt dài này cắn hở thì mình hạn chế di xa. Tại sao là hạn chế di xa? Đấy. Răng này nó chạy ra phía sau đúng không, kích thước dọc này tăng lên thì giống như bệnh nhân há miệng hơn này, mặt dài hơn cắn hở nhiều hơn đó, cho nó cẩn thận nha. Mình có thể dùng một số cái phương án để mình di xa này. Thứ nhất là dùng cái hàm chức năng, hàm tháo lắp hoặc hàm cố định. Đó. Thứ hai là dùng các loại lò xo đẩy này,
thứ ba là cắm vít dùng chun kéo, thứ tư bẻ cung đi xa, được chưa? Đấy là những cách khác nhau. Đây là hàm gì ạ? Cái là gì ạ? Hàm nóng từng phần đúng không? Đấy, nếu khi mình vặn ốc này thì sao? Vặn ốc theo chiều này thì sao ạ? Đi bằng bờ. Vặn ốc thì sao? Vặn ốc thì tác dụng gì? Đẩy ra sau hay là mở rộng ra? Vặn này thì nó nằm theo chiều trước sau hay chiều ngoài trong? Chiều ngang chiều dọc ạ? Có người bảo chiều ngang, người bảo chiều dọc. Chiều nào ạ? Chiều nào ạ? Chiều nào, chiều nào? Nó như thế này hay như thế này? Chiều dọc. Lùi ra sau là chiều gì? Dọc. Có người bảo ngang, người bảo dọc. Mũi tên, đúng rồi, mũi tên này đi. Mũi tên là sao? Mũi tên là hướng mặt ốc thôi. Còn cái này khi mình bắn, ok, mình bắn ốc này theo chiều này thì sao? Cái răng mình, răng này di chuyển theo hướng nào? Theo chiều trước sau hay theo chiều ngang? Có người bảo trước sau, người bảo ngang. Ok, nếu ngang tức là cái cung răng này rộng ra đúng không? À, còn cái này sao? Vặn ốc này thì hai cái này càng ngày càng tách nhau ra đúng không? Bản chất là hai cái này tách nhau ra. Tách như thế này hay như thế này? À, lại đổi ý chưa dọc rồi. À, bây giờ đổi ý rồi đúng không? Phải cẩn thận khi các chị em nói. Được chưa? Cái này theo chiều trước sau. Vặn cái này thì mình cứ bản chất không cần biết ốc theo chiều gì, nhưng cứ vặn là hai cái này phải tách nhau ra. Được chưa? Hai khối như ở hai bên này phải tách nhau ra đúng không? Tách nhau ra thế này thì nó phải đi thế này thôi. À, theo chiều dọc. Ok, bây giờ theo chiều dọc rồi. Cái ai nghĩ theo chiều ngang đâu? Cái này là đẩy răng theo chiều này nha, theo chiều trước sau hay là chiều trước sau, được chưa? Trong thực tế đúng là theo chiều trước sau nhá. Cứ gọi nó rồi nó ngang nó dọc nhưng thực tế là chiều trước sau. Thứ hai, nguy cơ đẩy răng cửa này chìa ra không? Có nhưng ít, lý do người ta dùng cả một khối bên này đúng không? Tức là bao nhiêu răng này thì chỉ đẩy một vài răng bên này thôi, được chưa? Thứ hai nữa, nếu mình muốn đẩy răng này dễ hơn thì sao? Nâng khớp mấy cái răng này ra. Tức là mấy răng này chạm không chạm không thì vướng cản chạy dễ nha. Đó, được chưa? Còn nếu như mà để nguyên như thế này thì có thể chạm cái răng này nó làm tăng cái cản trở. Đó, cho đó mọi người để ý cái đó. Đây là hàm nóng từng phần để giúp là di xa. Rồi, những cái pendulum này hoặc là cái disc đúng không? Thì bình thường là cái pendulum người ta đã bẻ này, cái dây này nó nằm phía sau này. Nhưng khi mà người ta kéo lại này đúng không? Lực đàn hồi nó đẩy răng này mình ra phía sau nhá. À, cái này tôi kết hợp thêm ống nong này. Vặn này hướng mũi tên là tương hướng mình vặn ống nong ấy. Như đây là nó ngang hay nó dọc? Ngang hay dọc? Ngang. Ngang. Cứ là vặn ốc nòng thì hai cái này tách nhau ra đúng không? Đẩy theo chiều ngang này. Thì mình cứ nhìn như vậy thôi. Khi mình vặn này thì hai cái này nó thay đổi như thế nào? Được chưa? Là mình biết được ngay thôi. Như cái này là làm gì ạ? Cái lò xo này. Có lò xo này. À, cũng nòng ngang. Kéo đằng sau. Có người bảo nòng ngang, người bảo kéo đằng sau, người bảo nòng dọc. Cái lò xo này tác dụng gì? Đẩy đúng không? Đẩy, khi mà đẩy lò xo này thì lò xo nó như thế này. Thì là theo chiều gì? À, tức đẩy răng sáu ra, không nong ngang được, cái này không nong ngang được. Lò xo này thì đẩy như này thôi. Thì răng này chạy ra phía sau và cái khối này sao? Nó đẩy phía trước, được chưa? Ok, nó có tác dụng như vậy. Thế còn cái này có nong ngang được không? Lò xo này này, làm rộng cũng đang theo chiều ngang được không? Không. Chả có chiều nào cả, chỉ có mỗi là chiều trước sau ấy thôi. Ngang không có tác dụng gì á, đúng không? Anh nhìn ngay tính ngay, đấy, đây là pendulum thôi. Nhưng mà người ta có thêm ốc nong này và thêm cái này, thêm nền nhựa thôi.